Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 có thể làm thủ tục đăng ký trực tuyến để được nhận hỗ trợ với mức 3,7 triệu đồng thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo đó, các dịch vụ hỗ trợ người dân được tích hợp bao gồm hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, hỗ trợ người lao động ngừng việc, hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng một người. Riêng người lao động đang mang thai sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một người. Người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu. Một trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc cha. Trong tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ, người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ.